Ở clip trước, chúng ta đã thực hiện được cái phần mà add new một cái user mới. Bây giờ clip này chúng ta sẽ làm cách để show user đó ra một cái bảng table. Thì ở đây, ở design chúng ta có cái view table ở đây. View table của chúng ta với cái tên là view table 1 thì stable là mình đổi tên thành table user. Ở cái table user này thì tôi sẽ tạo một cái hàm mới public với cái tên là void, hàm không cần trả về show user. Cái cấu trúc của show user là như thế này các bạn. Chúng ta cái tên của các bạn là table user chấm set model. Trong cái set model này chúng ta có new default model. Rồi, default table model thì trong này có cái các cấu trúc như là object hoặc là vector in. Bây giờ tôi sẽ chọn cái cách này, một cái vector của cái dữ liệu và cái thứ hai là vector của cái column name. Thì tôi chọn cách này, cách đó vào. Hiện giờ bây giờ chưa có dữ liệu thì bây giờ là cứ tạm thời là no no đã. Thì bây giờ trước tiên thì tôi tạo một cái vector với cái tên là column name span new vector. Vector column name này cần fix. Column name này thì column chấm s tôi cần add bao nhiêu cái bảng đầu tiên mà cái cột đầu tiên mà chúng ta cần đó chính là cái ID của user đúng không? ID đúng. Bốn cột thì bốn cái, ví dụ bây giờ thứ hai là username. Username. Cái tiếp theo là user password. Pass. Cái use style, role, tiêu chuẩn, thước đo của cái này. Thì bây đó là cái column. Column thì chúng ta bắt đầu là có cái column, thì cái column là cái thứ hai đúng không? Đó, cái tên cột cái thứ hai. Thì bây giờ đây là cái tên, tạo tên cột. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạo dữ liệu, tạo vector dữ liệu. Tạo vector dữ liệu thì là vector data bằng new vector. Rồi, cái vector data này chúng ta cần phải lấy từ dữ liệu ra. Lấy từ dữ liệu ra thì mình gọi là string. SQL bằng select style from user method đúng không các bạn? Rồi, sau khi có cái đó thì chúng ta phải dùng hàm try catch để chúng ta đưa vào trong cái HTML bằng con.prepare statement SQL. Tiếp tục là HTML. Bắt đầu chúng ta có return set rồi đây. Return set bằng HTML.sql query. Query đó. Chúng ta dùng SQL query bởi vì ở đây là cái câu select đó. Ok. Sau khi có return set thì bắt đầu là chúng ta bắt đầu sau đưa dữ liệu vào trong cái vector data này. Đưa dữ liệu bằng cách nào? Chúng ta phải duyệt dữ liệu của cái return set while rs.next. Trước khi while thì chúng ta cần phải tạo một cái vector khác nữa. Vector gọi là vector user và new vector. Khi mà cái user này chúng ta cộng s element. Cái element đầu tiên thì element đầu tiên chính là cái rs.getIn của cái user ID user. Cái này là get user chấm s string s element rs chấm get string của cái cột username. Tiếp theo là của user path phải không ạ? User row. Mấy cái tên này ở đâu mà có? Mấy cái tên này chính là lấy từ trong cơ sở dữ liệu đây. Đó, style name user ID. User cho nên không phải là role mà style. Rồi. Sau khi chúng ta có add, có nghĩa là bây giờ cái user này đã có bốn giá trị này và cứ mỗi lần có một cái user thì chúng ta sẽ lấy data chấm s object đó chính là cái user
của chúng ta. Điều này có nghĩa là sao? Ví dụ là while có nghĩa là trong khi, rs.net có nghĩa là trong khi rs này, cái dữ liệu mà lấy ra đưa vào trong này á, nó duyệt đi một dòng. Một dòng tức là một dữ liệu đúng không? Một dòng tức là một dòng dữ liệu này đây đó, đây là gọi là một dòng. Duyệt một dòng thì nó sẽ tạo một cái user mới và nó chứa những cái này. Sau khi tạo xong thì nó sẽ add vào trong cái data. Thì bây giờ có nghĩa rằng là cái data, mỗi phần tử của data này chính là một cái user. Mỗi phần tử một cái data là một cái user, giống như mỗi cái vị trí trong một cái danh sách chính là một người đó. Rồi, ok. Thì bây giờ sau khi add user xong thì chúng ta đã có cái data này rồi ha. Data này đã có dữ liệu. Xong rồi, chúng ta bắt đầu đưa cái cốt cái data này vào đây. Rồi. Và chúng ta phải xem sao nhé. À khoan, thì cái hàm này chúng ta đã tạo xong nhưng mà đâu có cái hàm nào để sử dụng nó đâu. À bây giờ chúng ta là sử dụng nó là chúng ta muốn là khi bắt đầu là load cái file này lên, load cái class này lên thì cái user này, cái bảng này nó sẽ cập nhật dữ liệu. Thì chúng ta có thể đưa nó ở dưới này. Đưa nó ở dưới đây. Chúng ta có thể đưa nó vào trong cái hàm try-catch này, đưa nó ở đây cũng được. Các bạn nhớ là phải đưa phía dưới cái init component này. Cái init component là cái gì? Cái init component này chính là cái hàm ở dưới này các bạn. Chính là cái hàm đây, cái hàm general này, cái hàm init increment đây. Cái hàm này chính là để cho cái NetBeans nó tự tạo cái code để tạo những cái table hay là cái textbox hay là cái label đó. Rồi, cái này phải làm trước. Nếu cái này mà đưa trước cái này á, thì có nghĩa rằng là cái bảng thì chưa tạo nhưng mà đã tạo dữ liệu cho cái bảng thì nó sẽ không có giá trị. Và bây giờ chúng ta sẽ chạy nha. Run file. Rồi. Đó, các bạn có thấy không? Đã ra dữ liệu rồi ha. Cái tên này, đây đây là cái tên. Rồi, xin cảm ơn các bạn.